Chào tất cả những người anh em, mình xin được giới thiệu, mình tên là Thằng Review. Hôm nay mình sẽ làm series bình luận và phân tích. Và đây là một cái series mà mình mới bắt đầu làm, cho nên là sẽ có những cái sai sót sẽ xảy ra, cho nên là anh em nào đang xem á thì hãy thông cảm cho mình nhé. Và không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu thôi nha. Và đây là chiếc clip của Vay đã gửi cho mình. Và chúng ta bắt đầu đến một pha xử lý của Vay để được đổ thương. Hai người té xuống voi, đặt lóc mé và giữ được toàn mạng ở trên ngay cây cầu. Và người thứ ba bắt đầu đổ chọi, bắt đầu rút về luôn. Nhưng mà rất tiếc là cái mạng đó vẫn giữ được cho Vay khi mà anh ta quay trở lại. Và đây là video clip thứ hai, anh ta đã làm rất là tốt về cái vấn đề là đẩy hai đối phương cùng lúc té xuống voi. Và đồng thời là người thứ ba cũng đã bị hạ gục nữa. Và đây là người thứ tư, vẫn rất là tự tin, đẩy được đối phương ra xa và tạo ra một cái khoảng cách để không thể nào mà tiếp cận với vị trí của Vay. Và lúc này thì người thứ hai vừa mới nhào vô, nhưng tiếc là cũng phải dưới tay của Vay luôn rồi. Căng timing cho mình khi mà chuẩn bị cho mình là cắn treo mình trái táo vàng thì Vay đã làm rất tốt. Timing vừa mới bay vô cái khiến cho đối thủ cũng bất ngờ và đối thủ cũng phải nằm xuống. Căng được đối phương khi mà nhìn được chiếc lốc để phá hủy được cái lốc len đó, Vay đã thừa cơ để chạy xông thẳng vô phá vỡ chiếc giường được. Good. Thì chúng ta hãy xoay quanh qua cái pha xử lý của Vay nha. Đây, chúng ta hãy trực tiếp nè. Một pha xử lý của Vay làm rất tốt khi mà canh timing. Khi mà đối phương của Kita, anh ta đã nhìn được cái lốc len và chuẩn bị là phá vỡ chiếc lốc len đó, thì Vay đã nhào vô. Chỉ mấy mili giây thôi mà Vay đã nhào vô là phá hủy được cái lớp bảo vệ chiếc giường và phá hủy được chiếc giường một cách nhanh chóng. Chúng ta nhìn xem. Ở cái pha đặt lốc nè, chúng ta hãy nhìn cái pha đặt lốc của anh ấy. Rất hay. Rất hay nha. Sau đó anh ta phá hủy được chiếc giường. Và chúng ta hãy xoay quanh qua là cái pha timing của anh ấy. Đây là cái pha timing. Sau khi được kết liễu được đối phương xong rồi, Vay quyết định là vừa mới nhào vô lúc mà đối phương chuẩn bị cho mình là cắn trái táo vàng. Đấy. Tại vì chúng ta chơi những cái khoảnh khắc như thế này, chúng ta phải máu chiến lên, chúng ta đừng có dây dưa. Nếu mà chúng ta càng dây dưa thì để cho đối phương lại có một cái lợi thế. Đấy. Sẽ khổ mình thôi. Ok, và chúng ta sẽ đến cái pha mà cực kỳ ưng nhất. Và đây là những kỹ thuật và đây là kỹ thuật mà tất cả các pro player nào cũng phải làm được. Đó chính là đặt một mé. Đây. Một pha xử lý của Vay làm rất tốt. Chúng ta hãy tua lại nè. Tua chậm lại. Đó, một cái pha xử lý của Vay làm rất tốt. Khi mà đối phương bị đối phương đẩy ra xa ra, tưởng là Vay té xuống voi rồi, nhưng tiếc là Vay đã nhanh chóng đặt cho mình là lóc. Một phản xạ cực kỳ nhanh khiến cho Vay đã giữ được mạng trong trận đấu và xoay chuyển một cái tình thế cực kỳ tốt luôn. Đấy. Và đó là video clip về bình luận phân tích ngắn gọn của mình về reaction nữa. Thì anh em nào mà thấy hay thì để lại một like và subscribe cho mình nhé. Nếu mà không hay thì để lại một comment ở phía dưới để mình có thể nghe những góp ý của người anh em. Và bây giờ thì hẹn gặp lại anh em vào video clip sau. Nếu như mà anh em nào mà có những cái video clip muốn cho mình reaction hoặc là muốn cho mình bình luận, kể cả là phân tích, thì anh em cứ gửi cho mình nhé. Và bây giờ đi, cảm ơn người anh em đã xem và hẹn gặp lại anh em vào. Ủa, lại nói một lần nữa à? Ok, see ya. See you soon.